Nhảy nhảy. Đây đây đây. Nhảy quý chết nhá. Các bác biết bây giờ đấy được chim là thế nào không? Sao không đang dưới nước rồi đấy, bây giờ là lội ao. Đây xe đây, bây giờ là tập bơi được con chim. À này con cũng sâu lắm đấy, khoảng tới cằm thôi, may cũng tính biết bơi. Bồi được rồi, rồi chào các bác nhé.